Lần đầu tiên là tôi được hái mận từ trên cây mà còn phấn trắng xóa, lau vào áo còn trắng xóa cả áo ấy này. Ăn luôn xem như nào. Cái đoạn mà đi xuống đáy nó lượt vòng nó lại lên đẹp lắm, mà kiểu ánh nắng nó chiếu xuống thì kiểu giếng trời. Mận này bao tiền một cân đây? 45.000. Ngọt không? Có à? Cực kỳ ngọt. Tao hẳn trong cái gò hỏi là nó ở trong vườn đấy không? Chú vào. Đó, ừ đấy, đừng vào không? Ừ, nhưng mà chú có biết vườn đâu? Đi vào trong này hỏi đúng không? Hả? Vào trong đấy có chỗ nào có à? Vâng. Trong đấy là toàn mận à? Vâng. Ừ, miễn phí luôn cơ á. Miễn phí luôn là tuyệt vời đấy. Cảm ơn. Thế bán được chú cân này. Thật, nói thật. Cho anh hỏi ở dưới bên này bé, bên này bé thế, lấy bên to đây này. Úi, quả mận này. Quả mận này mận lù à. Kinh nhờ. Quả mận này to mẹ cứ như vườn quả. Vườn em là vườn tên là gì? Lào ăn luôn. Không được. 45.000 bé. Đây này, quả này còn to như đầu chú ấy này. Ăn thử một quả nhá. Ăn thử một quả nhá. Nước nó già. Còn nguyên phần nhá. Tươi ngon, giòn mịn. Đủ cân rồi đấy. Xin giới thiệu các bạn, Trung Lũng ạ. Mà không biết là còn mận hay không thôi. Đó. Kìa hình như cái nhà máy danh như vậy. Mình vẫn phải vòng cái dưới đấy các bạn ạ. Đúng rồi. Cái nhà vòng máy danh Nhật Á thì giờ mới có khỏi á. Đấy, đây. Ví dụ như này nhá. Mận nhà mình thì mận như thế này rồi. Quả to rồi đúng không? Đấy, còn nếu như khi mình đóng hình như quả như thế này mình nhập ra. Có ví dụ nó xấu như này. Béo béo quá mình sẽ nhập ra này. Mình thích mặt nhờ. Này mình bỏ ra. Thì đương nhiên nó khác về thường thường mình bán được. Ok. Đấy. Không bứt được, ok. Ra đây nhặt ạ. Không, không phải. Ý là mình sẽ đi nói như thế này nhá. Wow, phòng làm đẹp không này. Hình làm 2 tỷ đấy. Còn nguyên phấn á. Nguyên phấn. Bây giờ nó chỉ còn ở phía trên thôi. Vườn này mận nó mới ngọt vì nó mận hơn 20 năm rồi. 20 năm cơ ạ? 23. Nguyên phấn các bạn ạ. Lau ăn luôn. Lần đầu tiên là tôi được hái mận từ trên cây mà còn phấn trắng xóa, lau vào áo còn trắng xóa cả áo ấy này. Ăn luôn xem như nào. Ngọt lắm. Ngon lắm. Tươi giói luôn. Wow. Tuyệt vời với cả rau bí này. Đó, cả rau bí. Thì đã tiện tay làm mấy cái ngọn rau bí về có nồi rau bí xả. Quá ngon. Mận giá là 23 năm đấy. 23 năm. Đây là vườn mận 23 năm. Quảng cáo là không biết có tí Molife nào không, nhưng mà thôi tạm tin. Nghe nói là mận thì càng già cây thì lại càng ngọt, càng ngon. Ui. Đi vào vùng sâu. Vùng sâu.
Thôi nhân đây thì giới thiệu với bà con là thành phần đi hái mận gồm mơ loe đó và và chị dâu Hường đó. Như vậy là thành phần đi hái mận là rất là lòng cốt. Ủa mấy quả này to quá chị Hường ơi, tim có tăng cơ có và lại mang gùi rồi kìa. Mà đây lại còn có thêm cả lác đác, có cả vườn vải hay vườn nhãn gì đây. Đây là nhãn, nhãn các bạn ạ. Như vậy là vải nhãn nó trồng kẽ xen kẽ với mận. Được đào mà. Ôi ngọt thế, quả vừa ăn ngọt quá. Cho cả gia vị để chấm á. Đây lọ xúc đây. Chị sò phết. Chị sò. Ôi trông giống cái bản phết rồi đấy. Chị dâu Hường. Xem nào. Đây, có xúc luôn. Cái gì? Ngoài ở ngoài ghi là chẩm chẩm chéo nhưng mà chắc là bên trong thì chắc là gia vị mì tôm. Gia vị mì tôm thì đã chuẩn mẹ luôn, ăn cái này chấm thì mắc binh luôn này. Wow. Ui. Ban đầu tôi nghĩ rằng là các bạn ạ, ban đầu tôi nghĩ rằng là họ thu của mình 20.000 một vé là rẻ vãi lìn. Nhưng nghĩ cho cùng thì 20.000 là nửa cân, mà một người ăn hết thì éo được nửa cân mận ở trong này. Sao mà ăn hết được, to quả mà đẹp không này. Tươi rói rói như ngói mới nung luôn này. Việt ơi, tình hình nó rất là không ổn rồi. Này, lau xong này, bóng nhẫy này. Thấy không, lau xong bóng nhẫy luôn. Tuyệt ngon luôn. Trèo lên em bứt nhá. Wow. Bà ấy xem được trèo không? Trèo lên. Không, mày quay tao trèo ra kìa. Em ơi, đây là vlog của tao, mày quay tao trèo cho. Những góc quay mày chân thực vào. Mày trèo ngu lắm, mày trèo từ bên cạnh hàng. Tao đang tìm góc. Tao tìm, ui nứt con mẹ cả thân cây rồi kìa. Quay phải chân thực nhé Việt nhá. Ừ. Ui. Bên góc này nhiều lắm. Làm gãy các mẹ cây 23 năm của họ không nhỉ? Không. Tao vừa mới ốm dậy có 70 cân thôi. Ui mỏ ơi. Vứt cả dù đi. Này, tuyệt đẹp luôn này. Nhớ quay nhá, nhớ quay góc đẹp cho tao nhá. Mấy cái này để đẹp để về thắp hương ông nhá. Mai là dỗ ông Hải rồi đấy. Ngày mai ngày kia là dỗ ông nội tôi nên là tôi phải hái những cành nó đẹp như này về thắp hương. Ui này. Này. Nó lại đi vào cái dòng gọi là vào việc này. Quá đẹp. Bứt thử một quả, bứt thử một quả gian đu bất kỳ vừa vừa em ăn thử cái cây xem nó có ngon không. Chết mẹ, động nhẹ vào cái cành nó gãy cả cành luôn này. Nhớ quay tao nha Việt nha. Đang quay đây nhưng mà mẹ hết mẹ tay để cầm mận rồi. Gọi chị Hương ấy. Quả này này. Quả này chín mềm mà chạm phát rụng luôn này. Không có chỗ để cầm ăn đi. Tao nhét vào túi quần. Hương ơi. Tao dướn này, tao thể hiện sự dướn của mình ra kia, tao hái mấy cái cành này đẹp quá này. Đấy, mày ăn bắt cành.